Chào tất cả mọi người, chào tất cả các bạn. Có lẽ là nếu mà bạn xem được cái video này thì các bạn sẽ đoán được tôi chuẩn bị chia sẻ những gì đúng không nào? Thì thưa mọi người, cái câu chuyện nó không phải là mới. Câu chuyện thì nó cũ rồi. Đấy, nhưng mà tại sao chúng ta lại hay được xem tôi nói chuyện và chia sẻ, trò chuyện với các bạn ở trên cái kênh này về sách, về dụng cụ bonsai. Đấy. Đi đơn giản lắm. Thì thông thường là để gần chúng mình sẽ trò chuyện nhanh thôi. Thông thường mà tôi đã dùng những cái sản phẩm nào nó tốt ấy, thường thì tôi sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Bởi vì nó quá tuyệt vời, nó quá là tốt. Đấy. Tại sao nó tốt? Bởi vì cái tính ứng dụng ở trong thực tế nó rất quan trọng. Bạn có một cái công cụ tốt rồi. Đấy. Nhưng mà bạn đọc nó, bạn nghiền ngẫm nó, sau đấy là bạn không ứng dụng nó vào thì nó cũng không tạo kết quả mới. Cho nên là cái thứ mà chúng ta cần quan tâm ở đây này, là đọc nó, nghiền ngẫm nó, sau đấy là các bạn biến nó thành các cái kiến thức của các bạn và áp dụng nó vào thực tế. Đấy. Thì tôi đã chia sẻ rất là nhiều các video trước rồi. Tôi cũng có làm các cái hướng dẫn cho mọi người. Đấy. Làm thế nào để bạn có thể là đọc sách mà nó mang tính chất ứng dụng rất là cao. Đấy, trong video trước thì bạn nào mà chưa xem có thể quay lại để xem. Thì cái ứng dụng của nó là rất quan trọng. Nó giống như chúng ta học trên nhà trường. Thế thì cái kết quả học tập nó được thể hiện là 50% số nỗ lực của bạn. Thế còn 50% nó chính xác đó là của người thầy, của người giáo viên truyền tải lên cho bạn. Thế thì khi các bạn làm cây hoặc là sáng tác nghệ thuật ấy, thì các bạn cũng cần phải chọn cho mình một người thầy, một cái người để các bạn học hỏi theo. Bạn có thể lên trên mạng internet để bạn tìm kiếm các cái phong cách hay cái lối chơi nào đó để bạn làm theo cái tác phẩm đấy, hoặc là bạn có thể đi đến các cái triển lãm mà tổ chức liên tục trong một năm ở các tỉnh thành khác nhau, hay là bạn đến các cái nhà vườn của những người, một số các cái nhân vật nổi tiếng trong làng cây. Đấy, thì bạn nhìn các cái tác phẩm đó, bạn hỏi trực tiếp cái người mà làm vườn đó, đấy, hay cả những người mà giúp việc. Thế thì khi mà trò chuyện và trao đổi như vậy thì bạn cầu thị bao nhiêu á thì bạn sẽ nhận được nhiều bấy nhiêu. Bởi vì là nếu mà bạn không biết mà bạn lại hỏi, bạn không biết bạn hỏi thì bạn sẽ được phản hồi các cái câu trả lời để nó đáp ứng ngay các cái mong muốn của bạn. Thì nếu mà bạn đến bạn xem mà cưỡi ngựa xem hoa, bạn không hỏi thì nó, các bạn sẽ không học được gì cả. Thì cái kinh nghiệm đấy là gì ạ? Bạn đi thật nhiều, bạn xem thật nhiều, bạn cũng dùng tai để bạn nghe, bằng nhìn đôi mắt, bằng đôi mắt. Sau đấy là bằng cái trí não của chúng ta tưởng tượng. Sau đấy là việc của bạn là làm liên tục. Thế thì khi bạn vướng ở chỗ nào thì cái công cụ thứ hai ở đây nó là những cuốn sách này. Bạn ứng dụng nó vào, bạn đọc. Đấy. Thế thì chúng ta không thể đọc một liền một lúc để nhớ hết được cả trong này được. Không có sức nào để đọc. Thế thì mỗi việc của các bạn là mỗi ngày chúng ta đọc một chủ đề. Đọc một chủ đề để các bạn đã xây dựng các cái, làm sao nó đi vào trong cái bộ nhớ của mình. Đấy. Cho nên là các bạn cần phải là kiên trì và học theo, lập luận theo. Thế thì khi mà làm như vậy thì bạn sẽ cái sự sáng tạo của bạn, nó nuôi dưỡng cái đam mê của bạn, và sáng tạo nó sẽ bật ra ngay lúc nào, bạn không thể lường được đâu. Thì dần dần nó sẽ có kết quả tốt. Đấy. Thì chung quy lại là muốn chia sẻ lại cho cả nhà các bạn cùng biết, cùng tham khảo cuốn sách này. Thế thì tôi cũng là cái người mà phân phối chính cho cái cuốn sách là Tuyệt chiêu sáng tạo bonsai và cái tạo dáng bonsai của tác giả Liên Chí Hưng, tác giả. Và cái cuốn sách này nó đã mai một, nó không có ở trên thị trường nữa, và tôi là người duy nhất sở hữu cuốn sách này. Và từ năm 2016-2017 tôi đã chia sẻ nó ở trên internet, và tôi cũng giúp đỡ hàng trăm anh em đang sở hữu cuốn sách này.
Và đây là những kiến thức khá hàn lâm, những kiến thức mà cực kỳ cơ bản, từ cơ bản đến nâng cao, từ các cái hướng dẫn rất là chi tiết tỉ mỉ, từ cách chọn phôi, kiến tạo cho bạn một cái tác phẩm từ từ khi làm phôi cho đến thành phẩm. Đấy, các cái đường nét để bạn có thể ứng dụng vào thực tế. Nếu bạn quan tâm thực sự hai cuốn này thì tôi sẽ để lại cho các bạn một cái giá vô cùng hấp dẫn. Thì bạn cần phải để lại số thông tin điện thoại và địa chỉ, hoặc là các bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của tôi là 0982 786 836, và cái số Zalo, mà số này thì các bạn chỉ có kết bạn Zalo và tương tác Zalo thôi nhé, gọi không có được, là 0972 86303. Đây là cái hai cái số điện thoại mà bạn có thể liên lạc bằng các cái phương tiện hiện nay các bạn đang có. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào.